Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của bản tin phố đêm ngày hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2016. Thưa quý vị, tình hình truy lùng truy nã những nghi can khủng bố ở châu Âu đang rất là gay gắt. Thưa quý vị, vào tối thứ Năm cho đến rạng ngày thứ Sáu thì chính quyền Bỉ đã liên tiếp tung ra các cuộc đột kích ở một số khu vực chung quanh thủ đô Brussels. Mặc dù chính quyền đã hạ cái mức báo động khủng bố từ cái mức cao nhất xuống thấp thêm một mức, nhưng mà tại thủ đô Brussels vẫn có sự hiện diện dày đặc của lực lượng cảnh sát cũng như là lực lượng quân sự. Và trong cái những cái cuộc đột kích từ tối hôm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay thì cảnh sát đã bắt giữ được 6 nghi can khủng bố. Thưa quý vị, và trong một cái cuộc đột kích tại cái khu vực mà vào hôm thứ Ba một người tài xế đã đến cái khu vực này để đón 3 người khách, tức là 3 tên khủng bố chở chúng ra ngoài phi trường. Và tại đây thì 2 trong 3 tên này đã đánh bom tự sát làm thiệt mạng hơn 10 người ở đây và hàng trăm người bị thương. Thưa quý vị, cảnh sát đã cho đột kích cái khu vực này, phong tỏa đột kích bố ráp và cảnh sát đã bắt giữ một nghi can. Như vậy là cho đến nay thì cảnh sát Bỉ đã bắt giữ được 7 nghi can liên can đến các vụ khủng bố. Và cùng thời điểm thì cảnh sát Đức đã bắt giữ được 2 nghi can khủng bố, trong đó có một nghi can được cho là quan hệ mật thiết có liên can đến cái vụ khủng bố xảy ra ở Brussels hồi thứ Ba vừa qua. Ngoài ra, vào ngày hôm qua thì giới chức Pháp cũng đã tuyên bố là họ vừa phá bỏ được một cái âm mưu tấn công khủng bố có thể xảy ra tại Pháp, và cái âm mưu này đang ở trong một cái giai đoạn tiến triển. Và nghi can bị bắt giữ trong cái âm mưu này là một nghi can có can hệ rất là chặt chẽ đối với cái âm mưu này, và anh ta giữ một cái vai trò cao trong cái âm mưu này. Tuy nhiên, giới chức Pháp cũng cho biết là cái âm mưu khủng bố này nó không có liên quan gì đến hết với vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra ở Bỉ. Thưa quý vị, trong khi đó thì có 2 vị bộ trưởng của Bỉ, đó là bộ trưởng tư pháp và bộ trưởng bộ nội vụ. 2 vị bộ trưởng này đã nộp đơn xin từ nhiệm bởi vì trong 2 tên đánh bom tự sát, trong 2 anh em, một là Brahim Barakraoui, 29 tuổi, là một trong 2 nghi can đã đánh bom tự sát và bị thiệt mạng ở phi trường. Và người em là Khalid Barakraoui, 26 tuổi, đánh bom tự sát ở tại trạm xe điện ngầm Monbik. Hai anh em này, người anh thì trước đó vào tháng 7 năm 2015, thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã báo động với chính phủ Bỉ là tên này là một phần tử cực đoan. Bởi vì tên này bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tại gần biên giới với Syria và bị trục xuất về Bỉ lại. Tuy nhiên, giới Bỉ họ đã xem nhẹ cái tin cảnh báo này. Họ gần như phớt lờ, họ trả lời là tên này chỉ là một tên tội phạm hình sự mà thôi, không có liên can gì đến quân sự cả. Trong khi đó, Người em thì bị giam giữ về tội hình sự, nhưng mà mặc dù anh ta vẫn giữ những cái liên lạc, những cái mối quan hệ với các phần tử trước đây, nhưng mà bên Bộ Tư pháp đã có một thẩm phán vẫn ký giấy để thả anh ta ra ngoài. Và chính vì những cái lý do đó mà, đây là 2 lý do chính mà 2 vị bộ trưởng của Bỉ đã đệ đơn từ nhiệm. Thưa quý vị, cũng theo báo giới địa phương ở Bỉ thì có thể là trước đây những cái tên khủng bố tập trung nhắm vào những cái mục tiêu cứng hơn như là nhà máy điện hạt nhân. Người ta đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Tihangi. Đây là một nhà máy điện hạt nhân mà hồi tháng 2, trong một cái băng ghi hình bí mật được gắn ngoài bụi cây phía bên ngoài nhà một nhà nghiên cứu của nhà máy điện này, thì cảnh sát đã phát hiện ra là có 2 người, đó là 2 anh em Barakraoui. 2 người này đã lái xe chạy ngang qua nhà của nhà nghiên cứu này
và bọn chúng chạy chậm, chạy nhẹ, xe không có bật đèn pha. Chính vì vậy, sau cái phát hiện đó hồi tháng 2 thì toàn bộ nhà máy được tăng cường an ninh một cách tối đa. Có lẽ là như vậy cho nên là bọn chúng đã chuyển cái kế hoạch tấn công khủng bố từ một cái mục tiêu cứng hơn sang một cái mục tiêu mềm hơn, đó là phi trường và trạm xe điện ngầm. Thưa quý vị, nếu như giả thiết này là đúng, hiện nay thì văn phòng công tố của Bỉ họ không có xác nhận cái thông tin này. Nhưng mà nếu như giả thiết này đúng thì trả lời câu hỏi tại sao mà ngay sau khi hai vụ nổ xảy ra tại phi trường và trạm xe điện ngầm thì ngay lập tức tại nhà máy điện hạt nhân Tihangi ngay lập tức được đóng cửa và nhân viên được di tản. 14 nhân viên ở đây ngay lập tức bị tịch thu thẻ ra vào và có 4 nhân viên bị tịch thu thẻ ra vào ngay lập tức ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Mặc dù hai nhà máy điện Tihangi và nhà máy điện Duo, hai nhà máy điện hạt nhân này đều cách xa cái khu vực, cách xa trung tâm thành phố. Thưa quý vị, giới truyền thông địa phương họ phân tích rằng có thể là giới chức họ lo ngại là tại các nhà máy điện hạt nhân có nội ứng, có nội bộ nội gián, và người này có thể là sẽ dùng cái thẻ ra vào của mình để có thể cho khủng bố xâm nhập, hoặc là có thể tiếp tay cung cấp những cái nguyên vật liệu hạt nhân để khủng bố chế tạo bom bẩn. Bom bẩn là một loại bom mà không có tính sát thương cao. Nó chỉ có thể sát hại được một vài người thôi, nhưng mà nó lại có tác dụng phát tán các chất phóng xạ ở trên một cái diện rất là rộng, sẽ gây hoang mang, gây hoảng sợ rất là nhiều. Nhưng mà theo như các nhà chuyên gia thì nếu như mà khủng bố muốn chế tạo bom bẩn thì rất là dễ, bởi vì hiện nay trên thị trường tự do, cái chuyện mua những cái vật liệu hạt nhân nó rất là dễ dàng. Do đó đây là một cái vấn đề mà sắp tới tại cái cuộc hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân diễn ra tại Washington vào cuối tháng này thì các quốc gia phải ngồi xuống xem xét và cùng bảo đảm là nguyên vật liệu hạt nhân phải được an toàn, phải giữ được an toàn. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì về phía Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Ash Carter đã ra tuyên bố là Hoa Kỳ đã tiêu diệt được một thủ lãnh của tổ chức IS. Thủ lãnh này đứng hàng thứ hai, là một tên thủ lãnh mà trước đây Hoa Kỳ đã từng trao giải cái đầu của y là 7 triệu Mỹ Kim. Và tên này được coi là Bộ trưởng Bộ Tài chánh, tức là có trách nhiệm trong việc quản lý nguồn vốn, nguồn tiền của tổ chức khủng bố ISIS và cung cấp tiền cho các những cái vụ khủng bố. Và tên này ngoài ra cũng có liên can nhúng tay vào những cái âm mưu khủng bố khác ở bên ngoài. Thưa quý vị, mặc dù ông Ash Carter cho rằng là cái việc tiêu diệt các thủ lĩnh của IS nó không hiệu quả lắm trong cái việc chống khủng bố lâu dài, bởi vì IS mất người này, rắn chặt đầu thì sẽ mọc đầu khác, tức là IS sẽ ngay lập tức có nhân vật thay thế. Tuy nhiên, tiêu diệt được những cái thủ lĩnh cao cấp của IS là một vấn đề rất là quan trọng, bởi vì tên này là một tên đã lâu năm ở trong, nằm lâu năm trong tổ chức IS rồi, là một tên rất là quan trọng và nó có tác dụng là sẽ ngăn chặn được những cái bước phát triển của tổ chức IS. Thưa quý vị, tình hình bầu cử ở Mỹ hiện nay thì tất cả mọi người đang tập trung vào cái việc đấu khổ khẩu, vẫn tiếp tục đấu khổ giữa Donald Trump và ông Ted Cruz vì các vị phu nhân của mình. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều nhân vật lên tiếng kêu gọi hai ứng cử viên này nên hãy để yên cho các vị phu nhân của mình, trong đó có ông Huckabee. Ông Huckabee là từng là ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa nhưng mà ông đã bỏ cuộc cách đây một vài tháng. Thưa quý vị, hôm nay thì ông Ted Cruz ông đã đưa ra những cái lời công kích đáp trả lại ông Trump mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì hiện đang rất là nhiều lo ngại, bởi vì nếu như mà cả hai ứng cử viên này không có dừng lại
tại thời điểm này thì cái cuộc đấu khẩu của họ khi mà lôi hai vị phu nhân vào thì đã rất là không có đẹp đẽ gì rồi, nhưng mà nếu như vẫn tiếp tục thì hình ảnh của Đảng Cộng Hòa sẽ càng ngày càng đi xuống. Họ ở vùng vịnh Bay Area của chúng ta có một bản tin đáng chú ý, một cái bản tin mà bây giờ hiện nay đang gây cơn sốt cho hải ngoại, đó là thưa quý vị, có một cái mẫu đăng tin quảng cáo tìm người cho một gia đình ở San Francisco, ngay trong cái khu vực Nueva Valley, nằm ngay trong thành phố San Francisco. Và gia đình này hiện đang tìm kiếm một quản gia và với một mức lương rất là cao, ít nhất là 175.000 Mỹ Kim một năm. Thưa quý vị, ứng cử viên họ yêu cầu phải có ít nhất là 10 năm kinh nghiệm. Và ngoài ra, nếu như mà người này có kiến thức về nghệ thuật, về hội họa, có kiến thì sẽ được ưu ái để mắc tới hơn, tại vì theo như gia đình này cho biết là gia đình có một bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ mà có thể tương đương với một bảo bảo tàng viện. Theo cái mẫu quảng cáo này thì họ chấp nhận đơn trên khắp cả nước, và công việc của người này là sắp xếp quản làm quản gia cho một gia đình có 5 người, một gia trong một ngôi nhà rộng khoảng 10.000 square feet. Và công việc của người này là sắp xếp lịch làm việc cho những cái người làm công ở trong nhà, đặt phòng khách sạn, đặt các chuyến du lịch. Nhưng mà họ nhấn mạnh là họ mặc dù rất là dễ thương, rất là trung thành, nhưng mà họ thường xuyên tiếp đãi những cái vị khách tai to mặt lớn từ hải ngoại. Hiện nay thì cái mẫu quảng cáo này đang thu hút rất là nhiều sự chú ý ở trong nước cũng như hải ngoại, bởi vì cho thấy là cái công việc trong cái ngành dịch vụ nó đang rất là hot. Thưa quý vị, ở thành phố Williamsport thuộc tiểu bang Pennsylvania thì mới đây một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố ba người đàn ông gốc Việt tội gian lận, tội lừa đảo tiền bạc. Theo như cáo trạng thì ba người này đã dùng, cả ba người này đều từ California, và cả ba người này dùng cái bằng lái xe California giả để mà vào các tiệm, khoảng 40 tiệm nữ trang ở trên cả nước, dùng những cái bằng lái xe giả này để mua những cái chiếc đồng hồ mắc tiền như là Rolex, Omega, và tổng số tiền mà ba người này lừa đảo lên đến hơn 528.000 Mỹ Kim. Ngoài ra, ba người này vẫn sử dụng những cái bằng lái xe giả đó để vào năm nhà băng để mà nộp đơn xin được vay tiền, xin được mở những cái khoản tín dụng credit line, và cái số tiền mà lừa các nhà băng này là trên 640.000 Mỹ Kim. Và hiện nay thì chưa biết là mức án những người này sẽ đối diện là bao nhiêu, nhưng mà trước đó một đồng phạm là Phil Nguyễn, cư dân của thành phố Garden Grove, quận Cam, đã nhận tội lừa đảo, và người này cũng đang chờ cái phiên kết án, nhưng mà không có thông tin là cái án của anh ta là mức án bao nhiêu. Tuy nhiên người này đồng ý sẽ bồi thường lại có số tiền hơn 110.000. Thưa quý vị, đây là một bản tin không có mấy gì vui vẻ cho cộng đồng Việt Nam của mình. Và Hương Giang xin kết thúc phần tin tại đây. Hôm nay là cuối tuần, Hương Giang xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật thư giãn. Và nếu quý vị có thời gian, hãy vào báo clicktoday.com và truyền hình clicktoday.com để xem những cái bản tin chi tiết hơn, cập nhật hơn và những cái bình luận chúng tôi vẫn thường xuyên thực hiện. Thưa quý vị, cuối tuần thư giãn nhé. Hương Giang cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại vào tuần sau.